Vân khẳng định vợ Việt Anh ghen là thật, không phải chiêu trò. Mới đây, Quế Vân đã chia sẻ hết tất cả mọi chuyện sau lùm xùm bị mang tiếng là người thứ ba chen vào gia đình Việt Anh. Mới đây trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ Quế Vân đã tâm sự giải bày những chuyện hậu trường sau lùm xùm người thứ ba chen vào gia đình của Việt Anh. Quế Vân cho biết, cuộc đời tôi luôn phải gánh chịu sự đặt điều, tai tiếng. Hôm nay tôi rất vui khi có dịp nói ra hết tâm sự của mình. Tôi và Việt Anh đã chơi với nhau mười mấy năm, cả hai rất thân thiết, thậm chí có thể gọi là tri kỷ. Việt Anh luôn thấu hiểu chuyện đời tư của tôi, từ tình cảm cho tới công việc. Bất kể chuyện gì tôi cũng có thể nói cho Việt Anh nghe, ngay cả những người thân của mình cũng không tâm sự được bằng Việt Anh. Đúng là sắp tới tôi và Việt Anh có một dự án chung, nhưng tôi không thể tiết lộ. Với bức ảnh gây tranh cãi, tôi bị oan. Lúc đấy tôi muốn đăng tải hình ảnh với Việt Anh để thăm dò về dự án sắp tới bằng câu "Có đẹp không cả nhà?". Chỉ một câu nhưng ngay lập tức tôi đón nhận bao nhiêu cuộc điện thoại từ giới truyền thông cùng phản ứng gay gắt từ dư luận. Họ cho tôi là con giáp thứ 13 một cách đầy oan nghiệt. Sau đó một tiếng tôi đã xóa tấm ảnh này đi và đây thực sự là một sai lầm tiếp theo. Hành động của tôi đã khiến sự đồn đoán trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Mọi dự định của tôi và Việt Anh đã bị dập tắt. Tôi không thể chia sẻ với ai, ngay cả Việt Anh cũng thế, vì có điều cần phải giữ đến phút cuối cùng. Thời gian qua, tôi gặp chuyện buồn trong cả công việc lẫn tình cảm cá nhân, nên có đăng tải một số dòng trạng thái tâm trạng. Vậy mà dư luận tự nhặt chi tiết này, ghép vào chi tiết kia, thành một câu chuyện rồi quy chụp tôi giật chồng. Clip nào nước mắt bị đăng tải sau bức ảnh 2 ngày. Hôm đó tôi tâm sự với Việt Anh nhiều chuyện mà tôi đang gặp phải nên hơi xúc động. Có lẽ một số bạn thấy cảnh đó nên quay lại và tung lên để khiến mọi người tiếp tục hiểu lầm. Khi ồn ào lên tới đỉnh điểm, tôi chỉ biết cười. Tôi quá mệt mỏi và chán nản cuộc sống khi liên tục vướng phải sóng gió. Về thông tin nghi vấn vợ chồng Việt Anh hợp tác với Quế Vân để tung hứng cho màn dằn mặt người thứ ba này, Quế Vân cho biết, hình ảnh của Việt Anh rất lịch lãm và sang trọng. Việt Anh sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc này, kể cả nhận được nhiều tiền đến mấy. Nếu mọi người suy nghĩ thì sẽ hiểu được tình huống mà tôi vừa chia sẻ. Tên tuổi của tôi và Việt Anh không cần thiết phải dùng chiêu trò như thế để thu hút truyền thông. Trước đây khi tôi ra sản phẩm, cũng chưa bao giờ phải dùng chiêu trò. Tự mọi người nghĩ ra thứ gọi là chiêu trò đó. Trước câu hỏi màn dằn mặt người thứ ba của vợ Việt Anh có phải là sự thật, Quế Vân cho biết, ở lứa tuổi của Hương, tôi còn điên hơn cô ấy. Có những hiểu lầm rất khó giải thích khi tôi và Việt Anh chưa thể chia sẻ dự án với ai. Tôi không biết Việt Anh có nói gì với Hương không, nhưng tôi hiểu cảm xúc của cô ấy trong lúc dư luận đang không ngừng đồn đoán và hiểu sai. Tính cách của Hương mọi người cũng biết, cô ấy vui cũng nói, buồn cũng không ngại chia sẻ, nên tôi không trách. Sau status đó, cả tôi và Hương đã nói chuyện với nhau, cả hai cũng hiểu đây chỉ là công việc. Hương cũng không còn hiềm khích gì với tôi trong chuyện này nữa rồi. Như vậy, theo chia sẻ của Quế Vân, chuyện vợ chồng Việt Anh cùng cô diễn trò để câu view cho dự án hợp tác giữa Quế Vân và Việt Anh là không có. Và hiện nay, mọi mâu thuẫn hiểu lầm giữa cô và vợ Việt Anh đã được xóa bỏ. Quế Vân đáp trả cực sốc khi vợ Việt Anh lên tiếng cảnh cáo. Cả Quế Vân và bà xã Việt Anh vẫn chưa muốn dừng lại mà tiếp tục có động thái kế tiếp ngay sau khi nam diễn viên lên tiếng về lùm xùm hẹn hò. Câu chuyện xoay quanh gia đình Việt Anh và Quế Vân vẫn chưa dừng lại. Dù người trong cuộc đã lên tiếng giải thích thì người kia lại đăng những trạng thái đá xéo. Mới đây trên cá nhân của mình, Quế Vân tiếp tục có động thái mới. Trên đời này, người càng làm nhiều càng ít nói, người càng nói nhiều càng ít làm. Không sợ giả dối trước mắt, chỉ thấy buồn cười muốn hỏi, sống mà diễn hoài có mệt không? Có người thay đổi tốt hơn từng năm, có người vẫn luôn trẻ mãi trong thân xác nhiều tuổi. Cũng cách đây ít phút, trên trang cá nhân Hương Trần, bà xã của nam diễn viên Việt Anh, tiếp tục đăng đàn trên mạng xã hội với một bức ảnh cùng dòng chú thích đặc biệt. Theo đó, cô chụp hình bé đậu với biểu cảm hết sức đáng yêu, kèm theo dòng nhắn nhủ đầy ẩn ý. Đừng có động vào mẹ tôi, các chị có biết mẹ tôi có bao nhiêu cái móng vuốt hay không? Đây được xem là lời cảnh cáo thứ hai phát đi từ Hương Trần sau dòng trạng thái đêm qua với nội dung "La liếm ai thì la liếm, chứ chừa mặt chồng em ra nhé". Trước đó, vào tối ngày 7 tháng 7, nữ ca sĩ Quế Vân bất ngờ đăng tải bức ảnh thân mật cùng nam diễn viên Việt Anh. Mặc dù đã xóa đi sau ít giờ, nhưng sáng ngày 9 tháng 7, một đoạn clip ghi lại cảnh Việt Anh ngồi tâm sự và lau nước mắt cho Quế Vân ở quán cà phê lại bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai Việt Anh vướng lùm xùm với các đồng nghiệp nữ, trước đó là nữ diễn viên Thanh Hương. Lộ clip Việt Anh lau nước mắt cho Quế Vân, xác thực nghi án hẹn hò. Sự việc xuất phát từ một bức ảnh do Quế Vân đăng tải trên Facebook cách đây vài hôm. Trong bức ảnh, Quế Vân đang ngồi nói chuyện thân mật với một người đàn ông trong quán cà phê. Dù đội mũ che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra đó chính là Việt Anh, diễn viên gây sốt trong năm 2017 khi thủ vai Phan Hải trong bộ phim Người Phán Xử. Sự việc này lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo dân mạng.
Nhiều người đặt dấu hỏi về mục đích của Quế Vân khi đăng tải bức ảnh này, đồng thường liên tưởng nó với bức ảnh cô từng đăng với Trường Giang, khởi nguồn cho scandal ầm ĩ giữa hai người vào năm 2016. Trước động thái khó hiểu của Quế Vân, một số dân mạng đã tắt Facebook Vợ Việt Anh vào để xem bức ảnh đó. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều comment tỏ ý bức xúc và phẫn nộ trước status của Quế Vân. Họ cho rằng cô đang tiếp tục đu bám tên tuổi và phá hoại hạnh phúc của người khác. Thế rồi bức ảnh đột nhiên bị gỡ khỏi Facebook của Quế Vân, đồng thời Facebook của cô cũng bị khóa lại. Mãi tới hôm qua, ngày 8 tháng 7, Quế Vân mới mở lại Facebook và lập tức đăng tải hai dòng trạng thái rất tiêu cực. Cô viết, cảm thấy mệt mỏi khi mọi việc cứ mãi không rõ ràng, và nếu mai này tôi ra đi, các bạn nhớ để hoa trắng lên mộ của tôi nhé. Cùng thời điểm này, trên mạng xuất hiện một đoạn clip được cho là quay trộm cuộc trò chuyện của Quế Vân và Việt Anh. Trong đoạn clip, cô gái ôm mặt khóc nức nở, còn chàng trai thì an ủi và liên tục lau nước mắt cho đối phương. Tuy nhiên, với góc máy đặt quay trộm vô cùng rõ ràng và tính toán này, đoạn clip bị nhiều người đặt nghi vấn có sự sắp xếp và dàn dựng. Và tối ngày hôm qua, chị Hương Trần, vợ của diễn viên Việt Anh, cũng đăng một status dằn mặt trên Facebook. Cô viết, la liếm ai thì la liếm chứ chưa mặc chồng em ra nhé chị Vân. Em chỉ muốn ăn phận làm mẹ bỉm sữa thôi, không muốn nội sống gì đâu chị ạ. À. Rất nhiều bạn bè đã khuyên vợ Việt Anh nên giữ bình tĩnh, đừng để người khác lợi dụng sự nóng nảy của mình để thỏa mãn mục đích xấu. Còn nam diễn viên Việt Anh thì chưa có bất kỳ động thái gì liên quan đến sự việc này. Hé lộ lý do Phạm Huỳnh Anh HAT ở ẩn khi đang cực hot trong showbiz Việt. Cựu thành viên nhóm HAT, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời với ca khúc Bụi Bay Vào Mắt, Tình Yêu Cao Thượng, Điều Tự Nhiên Nhất xuất hiện trên sóng truyền hình, chia sẻ lý do vì sao biến mất khỏi showbiz hơn 5 năm qua. Sau khi lên xe hoa với nhà sản xuất âm nhạc Quang Huy, ca sĩ Phạm Huỳnh Anh đã quyết định tạm dừng con đường âm nhạc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đã khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Mới đây, ca sĩ Phạm Huỳnh Anh đã xuất hiện tại một game show truyền hình và mang theo quá nhiều ký ức của khán giả về thời những ca khúc nằm lòng như Bụi Bay Vào Mắt, Tình Yêu Cao Thượng, Điều Tự Nhiên Nhất. Từ những ngày đầu tiên khi cô đến với âm nhạc, sau đó một thời gian thấy Huỳnh Anh biến mất khỏi showbiz và sau hơn 5 năm vắng bóng, Huỳnh Anh đã trở lại, trả lại ân tình âm nhạc cho khán giả yêu thương mình. Phạm Huỳnh Anh chia sẻ, thật ra có đôi khi cuộc sống mình không có chọn, mình chọn điều này thì nó phải thực hiện điều khác. Tôi chọn nghề ca hát, nhưng đến thời điểm nào đó lại có việc khác quan trọng hơn. Việc lập gia đình, sinh con. Trong thời gian qua, tôi dành thời gian tương đối dài cho việc đó. Tôi có hai thiên thần và rất mãn nguyện. Đến bây giờ, mình cảm thấy có thời gian dành cho niềm đam mê của mình. Đó là lý do Quỳnh Anh ngồi đây. Sau khi MC hỏi, trong khoảng thời gian tạm lùi xa showbiz, nhìn những bạn bè đồng lứa với mình, họ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát và họ cũng đã có những thành công nhất định. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng và tiếc nuối hay không? Quỳnh Anh thẳng thắn trả lời, nếu mà nói không là mình nói dối. Với bất kỳ nghệ sĩ nào khi đến với nghề, chọn nghề, thì trong họ niềm đam mê và dòng máu âm nhạc vẫn chảy rất lớn. Mỗi ngày theo dõi, nhìn thấy các bạn hát và ra mắt những sản phẩm mới, được mọi người đón nhận, tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng không có chút gì ghen tị hay này nọ. Tôi nghĩ rằng, thôi thì bằng cách này hay cách khác, trước sau gì thì mình cũng sẽ làm. Tôi luôn tin rằng không phải chờ thời điểm này thì sẽ thời điểm sau, mình sẽ làm được. Ca sĩ Phạm Huỳnh Anh sinh năm 1984, quê Hà Nội. Năm 1997, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát khi tham gia nhóm nhạc Sắc Màu, nhóm tồn tại 5 năm thì tan rã. Sau đó cô quyết định vào Sài Gòn tiếp tục theo đuổi nghề ca hát. Sau khi nhóm HAT tan rã, Phạm Huỳnh Anh vẫn gắn bó với công ty giải trí của Quang Huy. Nữ ca sĩ có nhiều ca khúc được yêu mến như Càng Xa Càng Nhớ, Không Đau Vì Quá Đau, Bụi Bay Vào Mắt, Tình Yêu Cao Thượng. Quỳnh Anh chia sẻ thêm, nếu có cơ hội quay trở lại, cô cũng không thay đổi quyết định của mình. Mọi sự trên đời đều là có lý do, và tôi không bao giờ hối tiếc với những điều đã qua. Tôi nên sống hướng về phía trước, và những điều mình sắp làm thì hay hơn và trăn trở về quá khứ. Theo Quỳnh Anh, với khoảng thời gian đứng phía sau hậu trường đã đem đến cho cô rất nhiều bài học, những trải nghiệm thực tế. Tôi may mắn được đứng ở vị trí đó nhiều năm và hiểu rằng phía sau hậu trường còn có những gì xảy ra mà đôi khi ở vị trí nghệ sĩ biểu diễn cũng không thể được biết. Bây giờ nếu đi quay hình, đi thu, tôi có thể hiểu được cảm giác của một người kỹ sư âm thanh, của người đứng sau máy quay, cảm giác của đạo diễn là gì. Tôi được học nhiều trong những năm qua. Sau khi lên xe hoa với nhà sản xuất âm nhạc Quang Huy, ca sĩ Phạm Huỳnh Anh đã quyết định tạm dừng con đường âm nhạc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng đã khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Lựa chọn thời điểm này để quay lại với ca hát, Quỳnh Anh bộc bạch. Đây là thời điểm Quỳnh Anh có thể thu xếp một lần nữa cuộc sống và niềm đam mê của mình.
Nếu nói về thời gian thì mình không bằng các bạn khác vì mình đã có hai em bé, nhưng tôi vẫn chọn và cố gắng. Và bài hát mới nhất Tất Cả Sẽ Thay Em, bản ballad được Hamlet Trương sáng tác, là tình cảm đầu tiên sau thời gian xa cách nữ ca sĩ dành tặng cho khán giả của mình. Chia sẻ về những dự án trong thời gian sắp tới, Phạm Quỳnh Anh cũng bật mí sẽ cho ra mắt một album mới, nơi cô sẽ cover lại chính những bản hit của mình để cùng khán giả ôn lại những kỷ niệm đẹp cũng như là xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình.